Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn viết 100 câu không đổi nghĩa được tổng hợp từ các đề thi tuyển sinh đại học và chương trình lớp 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bạn học sinh lớp 9 thi chuyên có thể tham khảo các câu này vì cấu trúc của các câu này hầu hết nằm trong các đề thi chuyên của các bạn. Vì lưu lượng video của chúng ta khá dài, chúng ta sẽ làm 100 câu trong một video. Vì vậy có những số câu chúng ta sẽ đi nhanh. Nếu các bạn chưa rõ, chưa hiểu thì các bạn để comment sẽ giải thích cho rõ cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 1. It's common knowledge. Thì nó là cái kiến thức chung rằng anh ta ở tù nhiều lần. Ở trong câu này các bạn, người ta dùng từ knowledge là danh từ. Common là chung nè. Nó là kiến thức chung rằng. Có nghĩa là ai cũng biết đó các bạn. Ai cũng biết rằng anh ta đã ở tù nhiều lần. Thì trong câu này ở dưới đây, các bạn thấy là người ta cho chúng ta là câu bị động nè. Anh ta được biết. Thì đây chính là trường hợp câu bị động dạng đặc biệt các bạn. Mà chúng ta đã làm rất là nhiều. Các bạn hãy tham khảo 100 câu của lớp chương trình lớp 11, lớp 10, lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6 trong kênh để mà ôn lại kiến thức của mình nha. Đây chính là câu bị động dạng đặc biệt và nó khó nhất ở chỗ này các bạn. Ở đây, to nè các bạn. To, V1 hay là have V1 thì nó sẽ phụ thuộc vào cái này. Rồi, chúng ta đã nói rất là nhiều nha. Các bạn thấy rằng cái khúc này nè, là người ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoặc thì quá khứ đơn. Thì chỗ này, các bạn sẽ dùng là to have V3. Rồi chúng ta giữ nguyên là chữ been. Rồi, viết lại hết các bạn. Rồi, chúng ta xong câu 1. Đây chính là một dạng của câu bị động dạng đặc biệt các bạn. Câu số 2. Tôi ghét bị chỉ trích bởi những người thiếu chuyên nghiệp. Ngôi sao diễn viên, ngôi sao phim nói. Trong câu này á, người ta cho các bạn từ object nè. Object các bạn, nó khó từ này. Ở trong câu tôi ghét bị chỉ trích nè, các bạn thấy cái khúc này nè. Hate to be with 3 các bạn. Còn câu chúng ta á, là cái từ object. Hay cũng là ghét, object cũng là ghét nhưng cách sử dụng khác nhau. Hay là cộng to be, cộng với 3. Còn từ object các bạn, thì nó sẽ được dùng là to nè, object to. Nhưng mà nó lại còn góp in các bạn. Thì chúng ta phải dùng be in. Nhìn như vậy nhưng mà rất dễ sai nha. Rồi. Bye. Viết lại hết các bạn. Đây chính là câu tường thuật đó. Nhưng mà nó không phải dạng là đơn giản. Nó là một dạng khó. Bởi vì chúng ta phải biết cách sử dụng cái từ object này. Thì câu số 2 này các bạn có thể viết cách khác ha. The star objects to criticism. Objects to, chúng ta dùng cái từ criticism các bạn, cái danh từ á. Rồi, by non-professionals. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4. Cô ta không thể get into the habit of studying every evening. Cô ta không thể có thói quen mà học vào mỗi buổi tối. Rồi, trong câu này, các bạn có là ở trên á, người ta cho chúng ta là can't get into the habit nè. Còn ở dưới á, người ta cho các bạn là can't get used to. Rồi, chúng ta có thêm chữ to nha. Rồi, các bạn cộng verb in. Có nghĩa là không thể quen với các bạn. Cộng verb in, nhớ cộng verb in. Rồi, every evening, viết lại. Rồi, câu số 3 là câu nghĩa là quen với. Bây giờ chúng ta qua câu số 4 nè các bạn. Tôi ước, tôi tiếc là không chú ý nhiều vào bài giảng. Khi mà các bạn nói câu này nè, tôi ước, tôi tiếc là không chú ý vào cái bài giảng. Tôi tiếc là không chú ý. Có nghĩa là tôi ước là tôi đã chú ý. Tuy nhiên là chúng ta phải hiểu cái tình huống ở đây ha. Là chúng ta phải sử dụng thì quá khứ thành ở chỗ này. Bởi vì nó như trên câu trên nè, câu trên người ta dùng từ hiện tại các bạn.
nhưng ý nói là đã không chú ý rồi. Thì câu này khó chỗ là các bạn phải xác định cái thì dưới đây các bạn dùng nè. I wish I had nè các bạn. Thì rồi chúng ta dùng thì quá khứ không thành nha. Thì rồi trong bài á người ta nói là much attention, bởi vì á là người ta dùng cái câu phủ định các bạn, not pay much attention. Thì trong câu này I wish I had nè, pay nè, thì theo nghĩa chúng ta sẽ dùng là chú ý nhiều hơn, more attention. Rồi to the lecture chấm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5. Có lẽ tôi không có công việc tốt bởi vì tôi không học chăm chỉ nè. Rồi. Có lẽ tôi không có công việc tốt bởi vì tôi không học chăm chỉ. Thì các bạn học tiếp loại 3 ha. Là chúng ta thấy một vế là quá khứ hoàn thành, một vế là would could cộng với 1. Nhưng chữ may cũng được nha các bạn. Chữ may, chữ might thì cũng được nha. Rồi. Tôi có lẽ, may have nè các bạn. Rồi. Có nè, giữ nguyên từ của nó. Một công việc tốt hơn. Phải đây các bạn. Không có phải ha. Nếu. Rồi, nếu tôi đã học chăm chỉ hơn. Quá khứ hoàn thành. Chấm. Câu số 6. Vui lòng đừng đề cập nó lần nữa. I would rather. Rồi, đây cũng là cấu trúc cực kỳ hay các bạn ha. Câu này người ta cho cho các bạn hiện tại nha. Nên ở dưới đây các bạn sẽ dùng thì quá khứ. Tôi muốn bạn, đầu tiên là bạn. Không đề cập lần nữa thì các bạn dùng thì quá khứ nha. Rồi. Chúng ta dùng thì quá khứ bởi vì câu trên người ta cho chúng ta hiện tại. Viết lại. Chấm. Nhớ chấm cho trọn vẹn các bạn. Bây giờ các bạn qua câu số 7 nè. Cô Quyên bắt đầu dạy tiếng Hoa cách đây 10 năm. Rồi, có nghĩa là cô Quyên đã dạy tiếng Hoa được 10 năm. Rồi, câu này là câu quen thuộc của chúng ta. Các bạn lưu ý là chỗ này các bạn có thể dùng hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hiện thành tiếp diễn nha các bạn. Câu nào cũng đúng hết. Nhưng mà các bạn đừng có dùng chữ began lại nha. Chúng ta sẽ dùng từ dạy luôn. Miss Quyên has talked Chinese. Rồi chỗ này là chữ for nha. Không có dùng bởi vì chúng ta dùng hiện tại thành nên các bạn dùng chữ for 10 years. Hoặc các bạn có thể viết là has been teaching. Câu số 8, chúng tôi đã không ghé thăm cái viện bảo tàng trước đó. Rồi, đây cũng là câu khá quen thuộc ha. Chương trình lớp 12 á các bạn có thể thấy là một số cấu trúc câu các bạn vẫn sử dụng ở chương trình lớp 9, lớp 10, 11 là chuyện bình thường nha các bạn. Bởi vì chương trình lớp 12 là chủ yếu là tập trung ôn lại để mà thi đại học, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy một số câu các bạn thấy là sẽ quen thuộc của chúng ta. Rồi, đây là lần đầu tiên. This is the first time. Rồi, đây là lần đầu tiên. Có thể có chữ đáp, các bạn có thể không có nha. Chúng tôi sử dụng thì hiện tại hoàn thành dưới đây nha các bạn. Have nè, visited the museum. Các bạn không có chữ before ở đây nha. Các bạn không có chữ before ở đây. Câu số 9, Peter lỡ chiếc xe lửa nè, bởi vì anh ta thức dậy quá trễ. Rồi, đây chính là câu if loại 3 thôi các bạn. If loại 3 thôi. Nếu Peter không dậy trễ ha. Nếu Peter không dậy trễ, chúng ta dùng lại cái từ giống như của họ để cho nó an toàn. Một số bạn thì biết dậy sớm đó các bạn. Wake up too late. Rồi, phải nè. Anh ta sẽ không. Đây, if là 3 thôi, không có gì hết. Have cộng với 3. Miss the train. Rồi, chấm cho các bạn. Câu số 10. Tên cướp buộc cái người thu ngân để giao tiền. Rồi, đây là một câu dạng bị động đặc biệt ha. Tên cướp buộc người thu ngân để giao tiền. Người thu ngân bị buộc nè các bạn. Were.
Câu trên ta dùng thì quá khứ, là chúng ta dùng thì quá khứ thì không có gì bị buộc nè. To để mà giao tiền, mở tên cướp nha, các bạn nên thêm chữ tên cướp vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 11 nè các bạn. Câu số 11 cái lời nhận xét thì quá là không mong đợi, đến nỗi cô ta không biết để nói cái gì. Rồi, quá không mong đợi, đến nỗi cô ta không biết để nói cái gì. Thì các bạn quan sát thấy là người ta cho các bạn là x-word, các bạn là x-word nha, thì có nghĩa là người ta dùng chữ search đó các bạn. X-word search. Rồi, chúng ta sẽ dùng chữ search nha. X-word search. Rồi, search thì cộng on. Thì trong trường hợp này các bạn dùng chữ on nha, bởi vì chữ remark đếm được. On is expected nè. Remark là lời nhận xét. Rồi, tới này đáp nè. C. C didn't know what to say. Viết lại thôi. Chấm. Câu số 12. Bạn là cái người chơi guitar dở nhất trên thế giới. Rồi. Có nghĩa là không ai trên thế giới. Chơi guitar dở bằng bạn. Rồi, chơi các bạn. Chơi. Play the guitar. Dở bằng. Dở bằng thì các bạn có thể dùng chữ as nè, hoặc các bạn có dùng chữ so nha. Còn trong trường hợp này á, các bạn phải dùng chữ badly nha các bạn. Bạn là dùng chữ bad là sai nha. Nhìn như vậy bạn có nhiều số, một số bạn dùng chữ at, chữ bad á. Vì sao? Chữ do này có thể có hoặc không. Bởi vì ở đây các bạn, người ta cho các bạn chữ play nè. Đây là động từ thường. Ở đây các bạn dùng trạng từ nha. Các bạn lưu ý nha. Nhìn như vậy, nhưng một số bạn sẽ sai. Chỉ cần các bạn sai một chữ thôi. Chỉ cần các bạn sai một chữ thôi á, là các bạn bị sai nguyên câu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 13. Nó là một cái sự lãng phí thời gian viết lá thư đó. Rồi. Đây chính là một cái câu mà thuộc dạng là hối tiếc về quá khứ các bạn. Nếu như bạn nào viết là tôi không cần viết nè. Chỗ này là sai chắc nha. Tại sao sai chắc các bạn? Bởi vì sao? Đây chính là câu quá khứ nè các bạn. Và nói là hối tiếc về quá khứ. I needn't have written. Rồi. I needn't have written that letter. Rồi, quản lý nha. Câu số 14 nè, hãy kiểm tra mọi thứ một lần nữa. The man in chief là cái người quản lý nói. Cái người quản lý subject nè. Rồi, cái người quản lý subject. Thì cái từ subject này chúng ta đã có một cái chuyên đề riêng trong kênh nha các bạn. Một á, là các bạn dùng cấp in. Câu này dùng cấp in được nha. Rồi, check in. Mọi thứ. Một lần nữa, one more. Hoặc các bạn có thể dùng rằng subjected that. Rồi, subjected that nha các bạn. They should check everything one more. Thì từ subject thì từ should có hoặc không có. Câu số 15 là dù cho cá xuất hiện thì không có hại nè, nó thì nguy hiểm. Dường như cá thì dù cho cá thì xuất hiện nè, không có hại, nó thì khá là nguy hiểm. Rồi, nhưng nó khá nguy hiểm. Hãy để cái trái ngược nhau nha các bạn. Ở trong đây thì người ta cho các bạn là contrary. Người ta gợi ý với các bạn là thứ tư. Rồi. Trái với cái sự xuất hiện vô hại của nó, các bạn dùng từ is nha. Rồi, is harmless. Rồi, sự xuất hiện là gì? Appearance. Phải nè các bạn. Ở đây thì các bạn phải ghi cá nè, the fish, thì khá là dangerous.
quite dangerous. Chấm nha. Sinh viên thật sự cảm kích cái khiếu khôi hài của giáo viên. Rồi, câu này mới cho các bạn chữ quát nha các bạn. Có nghĩa là một mệnh đề làm chủ ngữ các bạn. Rồi, câu này chúng ta sẽ nói ở một cái chuyên đề riêng trong kinh đó các bạn. Các bạn theo dõi nha. À, sinh viên thật sự cảm kích cái khiếu khôi hài của giáo viên. Người ta cho các bạn chữ quát. Có nghĩa là người ta gợi ý các bạn là một câu làm chủ ngữ. Cái điều mà sinh viên rồi thật sự cảm kích. Rồi, cái điều mà sinh viên thật sự cảm kích. Đây là một câu các bạn. Đây là một câu nè. Rồi. Giờ tới động từ các bạn. Is là gì? Cái sự khôi hài của giáo viên các bạn biết là hết. Chấm nha. Đây là một câu làm chủ ngữ. Còn đây động từ nè. Đây là object. Rồi. Câu số 17. It's acknowledged that. À, nó được thông báo rằng, nó được công bố rằng, nó được biết rằng Việt Nam đã có cái sự kiểm soát dịch xa từ cái giai đoạn bắt đầu của dịch bệnh. Thì đây cũng là một dạng câu bị động các bạn. Đây cũng là một dạng câu bị động đặc biệt ha. Rồi. Việt Nam is các bạn, Việt Nam được biết. To luôn các bạn. Rồi khó rồi, ở chỗ này trước đây nói các bạn nè. To nè. To have nè. Rồi. To have. To have. Have các bạn. Bởi vì phải là quá khứ không thành nha. Complete control over SARS from a very early state of the epidemic. Chấm. Rồi các bạn lưu ý nha. Thì chỗ này các bạn có nhiều cách viết lắm. À, ví dụ như có nhiều bạn viết là to have completely controlled. Ví dụ vậy ha. Rồi tuy nhiên chúng ta hãy viết một cách an toàn nhất các bạn, đừng có thay đổi nhiều cái câu của họ. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 18. Anh ta không nhớ mọi thứ gì về nó, cô ấy cũng không. Ở đây không nhớ các bạn, quên, có nghĩa quên nè. Có nghĩa là ở dưới đây sẽ ngược lại nè. Rồi, câu này nhìn như vậy nhưng mà các bạn phải chú ý nha, không thôi là sẽ sai á. Anh ta quên. Thì trên bài các bạn, ở trên bài á, câu phủ định nên người ta dùng anything nè. Thì câu khẳng định, anh ta quên tất cả mọi thứ nha. Thì chữ tất cả cũng có hoặc không tùy các bạn, nhưng mà chỗ này các bạn phải dùng chữ everything, mọi thứ này về nó. Rồi chỗ này là đồng ý với câu khẳng định nha các bạn. Ở đây là and so. Rồi các bạn dùng chữ and so nha. Thì phía trước rồi did she. Rồi and so did she, bởi vì nó đồng ý với câu khẳng định. Nhìn vậy mà nhiều bạn sai đó nha. Câu số 19, chúng tôi không thể xoay sở được nếu như cha chúng tôi không khuyến khích chúng tôi. Thì câu số 19 này người ta cho các bạn có if đó các bạn. Ở đây các bạn viết là có if thôi. Nếu if it had not been for, đây là một cái câu khá thân thuộc với các bạn nha. If it had not been for, nếu không nhờ cái sự giúp đỡ của cha của tôi. Thì trong bài á là sự khuyến khích của cha của tôi các bạn. My father. Phải add nè. Encouragement. Rồi phải. Phải. Chúng tôi sẽ không xoay sở được. Viết lại hết thôi. Chúng tôi không thể xoay sở được. Rồi. Thêm chữ x vô các bạn. Câu nó có x mình cho. Mình có chữ x luôn. Tôi ước gì tôi đã xin công việc đó. Thì nó là cái sự đáng tiếc. It's a pity. Rồi it's a pity. Hoặc là một số bạn có thể viết là it's a regret. Regret. Rồi. That có được không có được nha. Rồi.
Nó là một cái sự đáng tiếc rằng tôi đã không xin công việc đó. Các bạn lùi lại cái thì nha các bạn, lùi ngược lại á, chứ không phải lùi tới. I didn't apply for that job. Chấm nha. Rồi, chấm. À, chúng ta đã xong câu số 20. Bây giờ chúng ta câu 21 nữa các bạn. 21. Đây, câu này hồi nãy chúng ta đã gặp rồi nè các bạn. Cái khúc này nè, nó làm chủ ngữ nè. Động từ nè các bạn, này object nè. Một câu làm chủ ngữ nè. Bây giờ người ta cho các bạn là it's worth. Có nghĩa là người ta gợi ý chúng ta đây chính là cấu trúc nhấn mạnh đó các bạn. Cái điều mà thật sự ấn tượng tôi là kiến thức lịch sử cô ấy, chính chính cái gì? Chính cái kiến thức. Thôi, chính cái kiến thức của cô ấy về lịch sử thế giới. Rồi. Chỗ này quan trọng đó các bạn, cấu trúc chứng bạn có đáp nha, không có đáp là sai á. Cái mà rồi đặc biệt ấn tượng thôi. Đặc biệt ấn tượng impress me. Chấm. Các bạn lưu ý là một số bạn sẽ có cái viết khác ha. Ví dụ như là các bạn thấy chữ ấn tượng này nè, các bạn có thể dùng một cái câu là make an impression hoặc là make a particular impression. Tuy nhiên dùng như vậy sẽ không có an toàn nha các bạn. Và chúng ta sẽ sử dụng cách này cho an toàn, dùng lời câu của người ta đi. Rồi câu số 22. Tôi sẽ mang hành lý cho bạn nhé. Pauline nói. Pauline, John nói. John đề nghị. Rồi, John đề nghị nha các bạn. Để mà mang. Rồi, tôi đưa nè. Hành lý. Rồi, hành lý cho Pauline. Chấm nha các bạn. The suitcase for Pauline hoặc là Pauline suitcase cũng được các bạn. Các bạn chỉnh sửa cách cũng được ha. Tuy như chúng ta đã nói là các bạn dùng lại câu của họ cho nó an toàn. Tôi xin lỗi rằng tôi không nói bạn sự thật. Rồi, đây chính là câu ước của các bạn. Rồi, ước chúng ta đã biết rồi ha. Cái này ước trái với quá khứ. Tôi ước gì tôi đã kể cho bạn cái sự thật. Chấm nha. I wish I had told you the truth. Câu số 24. Tôi cảm thấy không thoải mái để trong một căn phòng nơi mà mọi người đang la. Thì các bạn có công thức là I can't stand đó các bạn. Là tôi không thể chịu đựng được. I can't stand, I can't feel, I can't have. Rồi, I can't stand còn có win nha. Tôi không thể chịu đựng được. Kiếm cái in bỏ vô trong bài là be in a room. Rồi, viết lại hết. Where every body is shouting. Chấm nha. Câu số 25. Con người tiếp tục để mà lấy khoáng chất từ trái đất nè. Rồi đây cũng là câu dạng câu động đặc biệt các bạn. Câu trong câu này các bạn có nhiều hơn một cách làm nè. Rồi đầu tiên là minerals là khoáng chất. Con người tiếp tục để lấy khoáng chất có nghĩa là khoáng chất tiếp tục. Số nhiều nha các bạn, thôi mét nha. Nhiều bạn thêm S cái là khỏi phải chấm điểm luôn. Rồi, tu là bị động cái này các bạn. To be taken. Rồi. From, viết lại hết. The earth. Trong cái số lượng khổng lồ. Chấm nha. Rồi, câu này chúng ta viết như thế này. Câu số 46 này các bạn. Cô ấy không bao giờ thành công. Dường như thành công. Dù cho cô ấy làm việc chăm chỉ. Thì đây chính là một cái cách nói của cái dù cho dạng đặc biệt các bạn. Dạng đặc biệt của dù cho á. Rồi, however cộng tính từ nữa các bạn. Chỗ này khó nha. However không phải là tuy nhiên nha các bạn. Đây chính là cách nói dù cho đặc biệt. However cộng tính từ. Rồi, however tính từ. However hard she worked. Phải cái
Rồi, viết lại. She never seemed to succeed. Chấm nha các bạn. Đây chính là câu chúc dù cho. Câu 27, Picasso, cái bức tranh của Picasso thì quá đắt đến nỗi không có ai có thể mua nó. Rồi, đây là cho các bạn là show nè, đảo ngữ thôi. Rồi, các bạn đảo ngữ nha, show cộng tính từ. Rồi, show cộng tính từ nè. Bây giờ đảo ngữ đó các bạn, tôi biên đầu câu. Was, rồi viết là hết. The Picasso painting that, viết là hết các bạn. Nobody could buy. Nhiều bạn thì màu mè chút xíu nữa các bạn có thể dùng chữ afford ha. Rồi, tuy nhiên dùng cái nào phải chắc nha các bạn, không chắc thì đừng có dùng. Bây giờ chúng ta vào câu số 28. Cái người phục vụ và trưởng á, nhóm thì ở đâu, tôi phải nói chuyện với anh ta. Ở đây các bạn, người ta cho các bạn từ insist này, thì chúng ta phải sử dụng cái cấu trúc nào nó liên quan tới insist này nè các bạn. Rồi, insist thì các bạn biết rồi, the customer insist cộng với từ là on này các bạn. Rồi, on cộng verb in, các bạn kiếm cái chữ verb in vô trong bài này là speaking to the head waiter chấm. Rồi, hoặc các bạn có thể dùng là insisted that nha các bạn, that he rồi thì he had the quá khứ các bạn, to speak to the head waiter. Câu tường thuật đó, must cộng với một, các bạn viết lại thành là had to cộng với một. Các bạn có thể sao khỏi theo dõi chuyên đề câu trực tiếp gián tiếp nha ở trong kênh để nắm rõ hơn. Câu số 29 nha các bạn, những cái người đàn ông này không thể được làm để thay đổi. Những cái ông lão này không thể được làm để thay đổi. Rồi, không thể được làm thì chúng ta dịch như vậy á, nhưng mà ý câu này nó thì khó các bạn, hoặc là nó thì difficult cũng được, hoặc các bạn thậm chí các bạn có thể dùng là impossible. Rồi, nó thì khó cho, nó thì khó to các bạn, to make, để làm cho những cái ông lão này. Rồi, make someone cộng với một nha, change chấm. Câu số 30, khi mà nghe tin tức nè, cô ta broke down, là suy sụp đó các bạn. Rồi, khi nghe tin tức thì cô ta broke down. Ở đây người ta cho các bạn chữ on. Thì đây chính là câu rút gọn nha. Chúng ta đã nói rất nhiều các bạn ha. On, hai chữ ngữ giống nhau, chúng ta rút gọn nha. Lấy động từ thêm in vô. Khi mà nghe tin tức, thêm in thì các bạn phải dùng B1 nha. The news. Rồi, khi nghe tin tức phải, cô ấy broke down. Chấm cho trọn vẹn nha các bạn. Nếu có tên người thì suy các bạn tên người đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 31 các bạn. Mẹ nói với con trai đừng có quên đem theo bát vò. Thì trong câu này mẹ nói với con trai đừng đem theo cái bát vò. Trong câu này các bạn, mấy câu này thì người ta không cho các bạn, thì các bạn tự suy nghĩ từ. Rồi, trong trường hợp này chúng ta viết lại the mother các bạn. Thì theo ý nghĩa của câu này, các bạn dùng chữ gì? Đừng có quên, có chính nghĩa là có nghĩa là nhắc nhở các bạn. Rồi, nhắc nhở someone to do something nha các bạn. To take his passport with him. Rồi, quyết thêm nha. Câu số 32, Anna với Susan nè, bạn có muốn ở ăn tối với chúng tôi không? Thì theo câu này có nghĩa là mời nha các bạn. Rồi, Anna mời, invited Susan. Invite someone to do something nha các bạn. To stay. Rồi, to stay, viết lại hết. For dinner with her.
Đúng rồi, biết thơ các bạn. Câu số 33. Peter với chị của anh ấy nè. Tôi không thể nói bất cứ ai câu chuyện nếu tôi là bạn. Thì câu này có nghĩa là khuyên, khuyên nha các bạn. It. Rồi, khuyên. Các bạn phải hiểu được cái câu này ý nói gì các bạn mới làm được loại bài tập dạng này nha. Khuyên his sister nè. Advise someone. Not nè các bạn. Not. Không á. Not to do something á. Not to tell anyone the story. Chấm nha các bạn. Câu số 34. Tên cướp phải với người phụ nữ. Đưa tôi tiền hoặc là tôi sẽ giết bạn. Thì đây chính là đe dọa các bạn. The robber. Đe dọa các bạn dùng chữ threaten. Theo đe cho nha các bạn. Rồi bây giờ tên cướp đe dọa nè. To các bạn. To kill. Để mà giết. To work nha. Cái người. Cái quý bà. Lớn tuổi. Rồi nếu là các bạn. Ở phía trước các bạn dùng quá khứ ha, thì phía sau các bạn dùng nếu cô ấy không đưa tiền, nếu bà ấy nè không đưa tiền, chúng ta dùng quá khứ luôn các bạn, bởi vì câu trên người ta dùng thì hiện tại. Nếu bà ta không đưa tiền, keep money. Trong bài á thì các bạn thấy là give me on your money có nghĩa là give him. Me các bạn sẽ chuyển thành chữ him, on các bạn giữ nguyên, còn do các bạn chuyển thành chữ her. Rồi đây chính là câu tường thuật các bạn nha, dạng đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 35. Bob với người anh trai của anh ấy nè. Tôi sẽ giúp bạn với bài tập này nha. Rồi tôi sẽ giúp bạn với bài tập này nha. Thì theo mặt câu này á các bạn, thì nó chính là câu hứa các bạn ha. Rồi Bob hứa, promise. Rồi to work để mà giúp đỡ his brother with his loan, his homework. Chấm nha các bạn. Câu 36 nè. Tôi sử dụng một cái máy tính, trái lại nó sẽ tốn nhiều hơn. Ở đây các bạn có gì if nè, rồi cho các bạn dùng chữ if thì có nghĩa các bạn phải dùng chữ if. If các bạn. Rồi. Thì if thì câu còn người ta cho các bạn quá khứ thì các bạn dùng trái quá khứ, các bạn dùng lại 3 ha. Nếu mà tôi không dùng cái máy tính. Phải các bạn. Rồi, nếu tôi không dùng máy tính, nó sẽ tốn lâu hơn. Rồi chấm nha các bạn. Tiếp lại 3 thôi có gì hết. Câu số 37. Tôi không tin bất cứ thứ gì mà anh ta nói. Rồi người ta cho các bạn là cái chữ là whatever. Rồi. Bất cứ thứ gì anh ta nói tôi không tin. Hoặc là các bạn có thể sử dụng là tôi không tin. I don't, viết lại, believe. Bất cứ thứ gì, whatever này, anh ta nói. Rồi câu này dễ các bạn. Tôi không tin, whatever, bất cứ thứ gì anh ta nói. Câu số 38. Anh ta thích nè nước, nước lọc các bạn, hơn cà phê. Thì trong câu này á, người ta gợi ý cho các bạn dùng chữ đen. Thì các bạn nhớ tới ha, would rather than. Rồi anh ta nè, chữ would các bạn có thể viết tắt would rather. Rồi he would rather drink hoặc là have cũng được nha. Rồi plain water. Quan trọng nhất ở chỗ này các bạn, chữ đen. Bạn nào không chữ đen là sai nha.
lưu ý. Rồi, thì đen trinh hay là hát có thể bỏ đi. Nếu viết lại thì nó hơi không hay ha, chúng ta khỏi viết. Copy, chấm cho các bạn. Đáng lẽ chỗ này phải có từ trinh, bởi vì Woodrider còn V1, đen còn V1 luôn các bạn. Câu số 39 nè, tôi chưa bao giờ đọc một cái tiểu thuyết mà châm biếm như thế này trước đó. Rồi, có nghĩa là đây là các bạn, có nghĩa là đây là, các bạn thấy chữ ever là cho tới lúc này á. Rồi, đây là cái tiểu thuyết châm biếm nhất. This is the most caustic essay. Rồi, ai các bạn, chỗ này là quan trọng chỗ này ha. Chúng ta gặp nhiều cái chương trình W1 rồi. I have ever read. Chấm. Câu số 40 các bạn, cô ấy không chỉ đậu kỳ thi mà còn có một giải thưởng nữa. Thì người ta cho các bạn not only, mà trong đây cũng có not only luôn, có nghĩa là anh chị hãy dùng cái vị trí khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng đứng đầu luôn để chúng ta đảo ngữ. Not only nha các bạn, đảo ngữ nha. Thì quá khứ đơn các bạn đảo ngữ mình did nha. Did she pass? Rồi, the exam. Rồi các bạn viết lại hết thôi. But also got a prize. Chấm. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 41. Bạn nên đón xe lửa thay vì xe buýt. Bạn nên đón xe lửa thay vì xe buýt. Ít rồi các bạn. Đây chính là câu khuyên các bạn. Nếu tôi là bạn. Phải các bạn. I would. Ít loại 2 nha. Câu khuyên. Nếu tôi là bạn. I would take the train. Chấm. Rồi. Câu số 42, tôi chắc là một ai đó đã quên khó cánh cửa. Tôi chắc là một ai đó đã quên. Các bạn có cái quá khứ đấy các bạn. Đây chính là cái cấu trúc câu mà suy luận quá khứ các bạn. Một ai đó chắc hẳn đã. Phải must have V3 nha. Bạn nào must còn V1 là trật lất. Must have V3. Một ai đó chắc hẳn đã quên. Forget, forgot, forgot. Luôn, hoặc là forgotten. Tùy các bạn nha. Rồi, to clock the door. Chấm nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, phải must have V3. Các bạn nào ghi là một someone must forget là sai. Câu 43, họ mua căn nhà này cách đây 10 năm. Họ mua căn nhà này cách đây 10 năm, có nghĩa là họ đã mua. This house. Các bạn dùng for nha. Bởi vì thì hiện tại hoàn thành. For 10 years. Chấm. Một số câu thì các bạn thấy nó dễ nha các bạn. Bởi vì là những câu này ôn lại chương trình lớp 10, 11. Và trong cái đề thi của chúng ta ở lớp 12 á, thì cấu trúc câu phần lớn là chúng ta đã biết qua rồi. Và để đảm bảo cho tất cả các bạn đều có điểm, và học sinh trung bình có thể được 5 điểm, thì các câu chúng ta nhiều câu các bạn thấy nó dễ nha. Câu 44. Cái khóa học hoàn thành với một cái buổi tiệc lớn. Rồi. Rồi, at the end of. Ở cuối các bạn, ở cuối cái khóa học. At the end of the course. Rồi, at the end of the course. Rồi. Họ tổ chức một buổi tiệc lớn để mà hoàn thành nó. Rồi, J. Hoặc là các bạn dùng một cái câu bị động nha. A big party. Rồi, được tổ chức. Trong câu của các bạn á, tôi dùng cái đơn. Các bạn dùng lại thì có đơn. Rồi.
cuối cái khóa học thì một cái buổi tiệc lớn được tổ chức. Các bạn có thể dùng là to celebrate cũng được các bạn. Ở đây, hoặc chúng ta kết thúc câu chỗ này. Câu số 45. Chúng tôi đã mời một cái ngôi sao nhạc pop này đến cái buổi nói chuyện nhưng anh ta không đến. Thì cái ngôi sao nhạc pop không đến. Chúng ta dùng lại cấu trúc của người ta. Didn't turn up. Ngôi sao nhạc pop không đến dù cho. Các bạn dùng chữ dù cho. Chúng tôi đã mời anh ta. Thêm nha các bạn. Thì nếu như viết thế này thì nó sẽ còn thiếu nghĩa của câu nha các bạn. Didn't turn up the chat show. Các bạn thêm vào chỗ này. Rồi. Câu số 46. Dù cho cô ấy nói cô ấy sẽ đến, tôi nghĩ cô ta sẽ không bao giờ. Rồi. Thì ở trong câu này các bạn, trong câu này thì người ta đang kiểm tra chúng ta là on do các bạn, subject verb này. Thì ở đây chúng ta dùng từ despite thì chúng ta dùng danh từ cụm danh từ. Rồi, bất chấp nói rằng. Rồi. Bất chấp nói rằng. Rồi. Cô ấy sẽ đến. Vậy đó các bạn. I think. Đây không chữ N các bạn nha. Tôi nghĩ là cô ta sẽ không đến. I think. Rồi, she won't come. Hoặc các bạn bỏ từ come đi. Các bạn chấm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 47. Máy bay đã hầu như rời khỏi sân bay khi cái vụ tai nạn xảy ra. Thì trong câu này các bạn, người ta cho các bạn chữ no sooner nè. Rồi, no sooner. Chúng ta có ba cái cách nói ngay khi thì nha các bạn. No sooner, quá khứ hoàn thành đảo ngữ cộng đen. Hardly, scarcely, quá khứ hoàn thành đảo ngữ cộng when. Rồi, trong này, no sooner, quá khứ hoàn thành đảo ngữ các bạn. Had the plane left the airport. Rồi, đảo ngữ các bạn. Các bạn không dùng chữ hardly nha, bởi vì chữ hardly chính là chữ no sooner các bạn. Khó nhất chỗ này các bạn. Đen nè. Khó nhất chỗ đen nè. Rồi. Rồi viết lại accident happen. Chấm. Khó nhất có chữ đen nè. Chúng ta dùng chữ hardly các bạn, thì chúng ta dùng chữ when. Ở đây các bạn dùng chữ no sooner còn chữ đen. Bạn cảm thấy mệt bây giờ bởi vì bạn không ngủ vào đêm qua. Người ta cho các bạn chữ had nè. Ý nói chính là if loại 3 nha các bạn nha. Nếu bạn if you had. Rồi ngủ các bạn. Slept. Ngon. Well. Last night. Phải nè. Rồi. Bạn sẽ không cảm thấy mệt. You would not have felt tired. Now. Nếu mà bây giờ các bạn viết như này thì sẽ không đúng nha. Tại sao? Bởi vì các bạn có chữ now nè. Thì đây chính là câu if và câu if miss các bạn. Rồi. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại chỗ đây là loại 2. Would have would not feel tired now. Đây chính là ước câu if loại 3 nha. Câu số 49 nè các bạn. Bạn bắt đầu cái dự án khi nào? Rồi, ở đây tôi cho các bạn chữ how long. Là bao lâu á?
Bạn bắt đầu dự án khi nào? Có nghĩa là bạn bắt đầu được cái dự án bao lâu? Thì cái từ how long này các bạn có thể sử dụng, một là how long ago, các bạn dùng quá khứ đơn luôn, hoặc các bạn dùng how long, các bạn dùng hiện tại thành nha. Ở đây các bạn dùng hiện tại thành đi. How long have you started the project? Dấu hỏi nha các bạn, không dấu hỏi là các bạn bị trừ điểm á. Câu số 50. Cái đám cưới của họ sẽ được tổ chức trong một cái nhà thờ rất là đáng yêu. Rồi. Cái đám cưới của họ sẽ được tổ chức trong một nhà thờ đáng yêu. Cái nhà thờ nơi mà người ta gợi ý chúng ta đây chính là cái câu mà đều quan hệ các bạn. Nơi mà đám cưới của họ sẽ được tổ chức thì rất đáng yêu. Is very lovely. Rồi, chấm nha các bạn. Is very lovely. Đây chính là câu mà đều quan hệ, không có gì hết nha các bạn. Câu số 21, cha của tôi đã từng chơi bóng đá khi ông ấy còn trẻ nè. Rồi. Cha của tôi đã từng chơi bóng đá khi ông ấy còn trẻ, có nghĩa là ở đây người ta cho các bạn là doesn't nè, có nghĩa là ba của tôi không chơi bóng đá anymore. Hoặc các bạn có thể dùng chữ any longer. Không còn nữa các bạn. Bởi vì câu trên đây nè, người ta cho các bạn là used to. Ý người ta nói là không còn nữa nha, đã từng rồi. Câu 52, Jen đưa cho tôi một món quà vào cái sinh nhật vừa rồi của tôi. Rồi, có nghĩa là tôi được nè các bạn. Có nghĩa là tôi được nè. Rồi, tôi được cho, I was given một món quà. Or present bởi Jen vào cái sinh nhật cuối cùng của tôi. Sẽ có chữ last đây ha, sinh nhật cuối cùng. Rồi, câu này chính là câu bị động thôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta qua câu số 53. Hãy đợi bơi đi bơi. Ở đây là she suggests các bạn. Cô ấy đề nghị rằng chúng ta dùng chữ đáp thì hồi nãy chúng ta dùng in đây, giờ chúng ta dùng chữ đáp thử nha các bạn. Rồi. We should go swimming. Rồi, hoặc là suggest going swimming. Bạn có muốn uống cà phê không? Rồi. Thì cái câu là câu mời các bạn. Câu mời ha, các bạn mời á, không phải invited nha các bạn. He offer rồi me someone, các bạn offer someone something a cup of coffee chấm nha. Rồi, offer trong trường hợp này offer không phải invited nha các bạn. Câu số 55, chúng tôi bị lạc nè trong rừng bởi vì chúng tôi không có bản đồ. Rồi, đây chính if loại 3. Nếu chúng tôi có nè các bạn, if loại 3 nha, một cái bản đồ, vậy chúng tôi sẽ không have nha, V3 got lost in the jungle chấm. Lần cuối cùng tôi thấy Bob khi tôi ở Hồ Chí Minh, có nghĩa là tôi đã không thấy Bob rồi, từ khi tôi ở Hồ Chí Minh. Since I was in Hồ Chí Minh City chấm nha các bạn. Câu 57, nó là một cái chuyến lái xe nè, 3 giờ từ Hà Nội đến Nam Định các bạn. Rồi, có nghĩa là cấu trúc này người ta kêu các bạn ôn lại cấu trúc là text someone nha, it text us các bạn. Rồi, tới thời gian 3 nè,
Giờ viết bình thường thôi. To do các bạn. To drive from Hà Nội to Nam Định. Chấm. Câu 58. Thật là đáng tiếc bạn không kể chúng tôi về điều này. Rồi. Cũ nó có ước ha. Tôi ước gì tôi đã kể cho bạn ở bao. Rồi, this. Câu số 59. Họ nghĩ người chủ của cái ngôi nhà thì ở nước ngoài. Đây chính là câu bị động dạng đặc biệt nha các bạn. Người chủ của ngôi nhà được nghĩ nè. To be các bạn, of pro. Cái này chúng ta nói nhiều ha, bị động dạng đặc biệt. Đây to verb nó hiện tại. Câu số 60. Những đứa trẻ không đi bơi bởi vì biển nó bị động. The sea was too rough for các bạn, for someone, for the children. Rồi. To go swimming. Đây chính là câu ôn lại các bạn. Chữ to này có mang ý nghĩa là not nha các bạn. When did you first know him? Rồi. Bạn lần đầu tiên biết anh ta khi nào? Có nghĩa là bạn đã biết anh ta được bao lâu? Bạn đã biết anh ta được bao lâu? How long ago? Cách đây bao lâu bạn biết anh ta? Thì how long ago các bạn dùng thì quá khứ đơn nha. Did you know him? Rồi, các bạn có dấu hỏi. Câu 62. Cái chuyến đi của họ kéo dài 3 ngày. They had all nè các bạn. 3 ngày. Các bạn gạch cái nha. 3 day trip. Dạng bài tập này chúng ta làm nhiều rồi nha. Trời có lẽ mưa nặng vào chiều nay. Mưa lớn á. Vì vậy hãy đem theo cây dù. In case các bạn. Phòng ngừa. In case các bạn có thể dùng gì đáp này, hoặc không. Rồi, in case chat đi. Rồi, trời mưa thì các bạn không có dùng chữ may nữa nha các bạn. Bởi vì chữ may á là in case á. Thì chữ ra các bạn thêm s vào. Rồi, mưa lớn vào chiều nay. Rồi, phòng ngừa trời mưa lớn vào ngày nay. Bạn nên you should nha. You should take the rain coat with you. Chấm nha các bạn. Câu 64. Cô ấy phải do the washing up. Có nghĩa là giặt giũ dọn dẹp các bạn. Nhưng cô ta không. Cô ta phải làm cái này. Nhưng mà cô ta không làm. Rồi. Có nghĩa là cô ta đã quên để mà làm cái việc đó. Thì các bạn lưu ý nha, cái từ forget nè, forget cái từ remember á, quên các bạn. Bởi vì cái hành động này quên rồi, nên các bạn dùng góp in nha. Rồi, cô ấy quên doing nha các bạn. The washing up. Câu 65. Đừng có để đèn sáng tất cả đêm, bạn sẽ lãng phí. Rồi, đây là nếu đó các bạn. Nếu tôi là bạn. Đây là câu các bạn có thể sử dụng là nếu bạn nè để đèn sáng tất cả đêm. Phải các bạn. Bạn sẽ lãng phí điện.
Rồi, chấm nha các bạn. Đây có if ha, if loại 1. Từ khi cái sự phát minh của máy tính, người ta đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ khi máy tính được phát minh, invented các bạn. Phải. Rồi, viết lại hết. Người ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chấm. Nó thì cần thiết cho mọi người để dọn sạch cái môi trường sống lân cận một lần một tuần. Nó thì cần thiết các bạn. Thì mọi người, nó thì cần thiết có nghĩa là mọi người nên. Rồi, suốt. Dọn sạch. Neighborhood once a week. Chấm. À, Shirley thì không bắt đầu để đọc cho đến khi 8 tuổi các bạn. Nó thì mãi cho đến khi it was not until. Rồi, until các bạn. Mãi cho đến khi it was not until. Rồi, nó thì mãi cho đến khi Shirley nữa các bạn, 8 tuổi. 8. Rồi. Thì cô ấy mới bắt đầu đọc đó các bạn. À, các bạn đảo ngữ là các bạn đảo chỗ này nha. Đây, các bạn lưu ý nha. À, đảo ngữ thì quá khứ ha. Các bạn dùng chữ did nè, did she begin to read. Rồi, chấm cho các bạn. Các bạn nhớ là it was not until thì đã ngữ phía sau á. Hoặc câu này các bạn có thể viết là it wasn't until 8 years old did Shirley begin to read. Câu 69 là bà Taylor ân hận đã mua cái máy giặt đã sử dụng rồi. Thì đây chính là câu ước các bạn. Câu ước cái quá khứ. Bà Taylor ước là bà ta dùng quá khứ hoàn thành. Đã không mua bought the second hand washing machine. Chấm các bạn. Đây ước loại 2 trái quá khứ. Giáo viên của họ đang làm cho họ học chăm chỉ nha. Giáo viên của họ đang buộc họ học chăm chỉ. Rồi. Có nghĩa là họ bị buộc nha các bạn. Người ta dùng thì hiện tại tiếp diễn bên trên đó các bạn. Thì chúng ta dùng là thì tiếp diễn. They are making. Họ đang bị buộc. Sorry các bạn. They are being các bạn. Made. Họ đang bị buộc các bạn. To. Study. Nếu mà hai động từ được make á, còn động từ thì các bạn thêm to luôn nha. To study hard. Bởi giáo viên của họ. Their teacher. Chấm các bạn. Câu số 71. Khi tôi lớn tuổi hơn, tôi muốn du lịch ít hơn. Rồi. À, khi tôi lớn tuổi hơn, tôi muốn du lịch ít hơn. The older I am. Rồi. Tức là tôi càng lớn tuổi. Phải các bạn. Rồi. The less. Càng ít hơn mà tôi muốn to travel, để mà du lịch. Chấm. Thì đây chính là cấu trúc càng càng các bạn. The older, the less. Rồi. À, các bạn qua câu số 72. Tôi chưa bao giờ đến London trong cuộc đời của tôi. Thì trong câu này á, người ta nói là từ phủ định đứng đầu câu, thì các bạn hãy đảo ngữ. Rồi các bạn đảo ngữ nha. Never have I been to Liverpool in my life. Chấm nha các bạn. Câu số 73. Cái điện thoại này thì không rẻ như tôi nghĩ. Nó là. Cái điện thoại này. Được. À, cái đoạn. Cái điện thoại này không rẻ như tôi đã nghĩ. Có nghĩa là cái điện thoại này thì không rẻ như tôi đã nghĩ.
Thì trong câu này chúng ta dùng cái điện thoại này thì mắc hơn tôi đã nghĩ nha các bạn. More expensive than I thought it would be. Giữ nguyên. Ở đây các bạn dùng chữ đen nha. This mobile phone is more expensive than I thought it would be. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 74 các bạn. Anh trai của tôi thích đi bơi hơn là chơi máy tính. Thì trong câu này các bạn thấy là người ta dùng chữ like các bạn. Like thì các bạn dùng chữ be rather than. Còn ta cho các bạn chữ would. Các bạn dùng chữ would rather. Would rather các bạn. Rồi, would rather cộng với 1 nha các bạn. Go swimming. Rồi, các bạn dùng chữ đen nha, không có bè đen. Rồi, V1 luôn. Play computer games. Thì các bạn có ba cấu trúc nè. Một là like, better than, would rather than, prefer to. Lưu ý nha các bạn. Câu 75, John không thể tìm thấy con đường tới khách sạn. John thì không thể tìm thấy con đường tới khách sạn, có nghĩa là John thì không thành công các bạn. Successful. John thì không thành công để mà tìm thấy con đường tới khách sạn. Nếu như mà các bạn phải dùng động từ succeed, các bạn dùng chữ in nha. Rồi, ở đây giờ sẽ phép full và dùng chữ to. Chiếc xe máy của tôi sắp sửa được kiểm tra vào chủ nhật tới nè. Rồi, có nghĩa là xe máy của tôi sắp sửa được kiểm tra, có nghĩa là tôi sắp sửa các bạn. I'm going to have các bạn. Hoặc các bạn hãy dùng chữ get đây nha. Rồi, something motorbike. Motorbike. Rồi, các bạn dùng V3 nha. Check. Rồi, next. Sunday. Câu này các bạn có 4 cách làm nha các bạn. Chúng ta đã nói ở các chương trình lớp khác đó. Ở đây chúng ta ôn thì thôi. Hoặc các bạn có thể dùng have nè. Have the mechanic các bạn. Have a mechanic check. Hoặc là get a mechanic to check. 4 cách ha. Câu số 77. Tôi có ý định để mà đến, để mà đón bạn nè. Rồi các bạn có thấy intend chính là be going to các bạn. Come over to pick you up. Các bạn viết lại thôi ha. Chấm. Câu 78 này các bạn. Cậu bé ném quả bóng qua cửa sổ. Rồi đây chính là câu bị động ha. Quả bóng bị động thì quá khứ đơn. Chủ ngữ mới số ít. Được ném. V3 nha. Through the window. Bởi cậu bé. Chấm nha. Câu số 79, tem thì quá mắc đến nỗi tất cả chúng tôi muốn mua chúng. Muốn mua chúng. Rồi. Tem thì quá đẹp đến nỗi tất cả chúng tôi muốn mua chúng. Rồi, JA search các bạn. Rồi, search các bạn dùng an hoặc là không có nha, danh từ số nhiều các bạn không dùng. Beautiful. Rồi tới danh từ các bạn. Stamps. Rồi such beautiful stamps đến nỗi. Rồi các bạn viết lại hết. All of us want to buy. Chấm. Chấm các bạn. Dù cho anh ấy thì thông minh, anh ta không có học tốt ở trường. Inspired bất chấp thông minh. Các bạn có thể dùng chữ be intelligent hoặc là chữ his nha các bạn. Intelligence nha các bạn. Rồi, intelligence. Phải. Anh ta không làm tốt ở trường, học tốt ở trường. Chấm. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi nghe rằng tôi đã được chọn
vào trường đại học, cái ngày mà tôi đã vào cái trường đại học mà tôi đã chọn. Chờ chê, cái ngày mà các bạn chờ chê, người ta cho các bạn từ on, cái ngày mà vào, cái ngày mà các bạn dùng viết nha, vào cái ngày mà, rồi tôi nè, rồi viết lại cái phía sau các bạn, tôi đã vào được cái trường đại học chọn lựa của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi đã vào cái trường đại học của tôi. Cái ngày mà tôi vào trường, cái vào trường học của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ quên. Rồi, ở đây các bạn dùng dấu phẩy nha. Tôi sẽ không bao giờ quên. I will never forget. Câu số 82, Clint trở thành một công nhân xã hội để giúp người ít may mắn hơn bản thân anh ta. Cái lý do tại sao, the reason, cái lý do tại sao Clint trở thành một cái công nhân xã hội các bạn, worker. Rồi, ở trong bài các bạn người ta dùng thì quá khứ ha. Ở đây các bạn dùng quá khứ luôn, là các bạn, was, để giúp, to help people ít may mắn hơn bản thân ta. À, chúng ta dùng một cái câu các bạn làm chủ ngữ nha. Xem Patricia khóc giống như rằng làm tôi có tội. Rồi, giống như rằng làm tôi có tội. Cái điều mà xem Patricia khóc thì như là làm tôi có tội. Cái điều mà xem Patricia khóc nè các bạn. Rồi, đây là chủ ngữ câu nè. Bây giờ tới động từ nha các bạn. Make me feel guilty. Chúng ta thiếu chữ L đây ha. Guilty. Các bạn nhớ chấm nha. Câu 84. Cái mà chúng ta phải làm đầu tiên là quyết định cái nơi nào để gặp. Cái điều đầu tiên, the first thing các bạn phải được làm là quyết định nơi nào được gặp. Rồi, cái điều đầu tiên phải được làm, has các bạn. Trong câu này tôi cho các bạn quá khứ và dùng quá khứ luôn, has to do. Cái điều đầu tiên phải được làm, bị động nha. Rồi, phải được làm. Là quyết định nơi nào để được gặp.
chấm các bạn. Đây câu khó ha. Một câu làm chủ ngữ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 85. Có rất nhiều cái cơ sở vật chất nơi mà chúng tôi đi cắm trại nè. Rồi. Có rất nhiều cơ sở vật chất nơi mà chúng tôi đi cắm trại. Cái nơi mà chúng tôi đi cắm trại. Rồi. Có rất nhiều cơ sở vật chất. Các bạn dùng chữ has nha. Lots of facility. Tôi phải dọn dẹp cái phòng trống các bạn trước khi tôi bắt đầu trang trí. Only when, chỉ khi. Rồi. Chỉ khi tôi dọn dẹp các bạn. Chỉ khi tôi dọn dẹp. Ở đây các bạn dùng chữ clear quá khứ nha. Phòng trống, phòng để mà giữ phòng cho khách đó các bạn. Đảo ngữ khúc này nha các bạn. Tôi mới bắt đầu. Could I start decorating. Chấm. Câu 87. Điện thoại ra lần nữa ngay khi tôi đặt nó xuống. Có nghĩa là ngay khi tôi đặt nó xuống. Từ Harley chúng ta đã nói rồi nha các bạn nha. Quá khứ âm thanh. Rồi. Đảo ngữ. Ngay khi ai nè. Ngay khi quá khứ âm thanh tôi đã đặt cái điện thoại xuống. Put the phone down. Rồi, chỗ này khó nè các bạn nè. Chữ when nha. Thì nó rang lần nữa. Rồi, đây chính là cấu trúc. Ngay khi thì đã trình bày với các bạn ở trên đó. Mà chúng ta gặp tiếp nè các bạn. Gia đình Watson di chuyển tới London rất là sớm. Sau đó họ quyết định ly dị. Rồi, ngay khi. Rồi, hát quá khứ thành ngôn ngữ nha. Rồi, had the Watson. Rồi, quá khứ thành đạo ngữ move. Rồi, chỗ này các bạn dùng chữ then nha. Then, thì nè. Họ viết là hết. Decided to get divorced. Rồi, chấm cho các bạn. Tôi được báo nè về cái website bởi Charlie. Rồi, tôi được báo về cái website bởi Charlie. Thì cái này chính là câu nhấn mạnh đấy các bạn. Nhấn mạnh thì quá khứ nha. Nó chính là Charlie. Rồi, cái người mà các bạn không dùng chữ who, các bạn dùng chữ that nha các bạn. Lưu ý nha, đây chính là cấu trúc nhấn mạnh đó. Chính Charlie, cái người mà. Rồi, it was Charlie that mà đã nói với tôi. Về cái website. Rồi, đây chính là cấu trúc nhấn mạnh các bạn dùng cái đáp nha. Mua một cái vé máy bay nè. Ở cái phút cuối cùng nè. Có nghĩa là mua gấp gáp đó các bạn. Thì thông thường có thể được hết vé ha. Rồi. Trong trường hợp này á, người ta cho các bạn là cái từ rarely là hiếm khi. Có nghĩa là đảo ngữ các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đảo ngữ cho các bạn. Rarely nè. Thì trong câu trong bài các bạn, rarely hiếm khi nha. Trong bài nó dùng to be. Các bạn dùng to be luôn. Rarely is. Rồi. Rồi tới chủ ngữ nè. Buy in. Một cái vé máy bay. At the last minute. Rồi. Thì có thể. Rồi chúng ta viết lại often possible. Rồi chấm cho các bạn. Rarely is
Buying a plane ticket at the last minute, often possible. Rarely có nghĩa là hiếm khi các bạn, nghĩa là không rồi nha. Câu 91, họ không hỏi tôi bất cứ gì về kế hoạch của tôi cho mùa hè. Rồi, họ không có hỏi tôi. Not a single các bạn. Question. Rồi. Thì cái từ phủ định đứng đầu các bạn đảo ngữ nha. Did nè. Che. Ask. Me. Rồi. Các bạn bỏ cái từ anything đi. About. My plan. For the summer. Rồi các bạn chấm nha. Câu 92, không có cái tình huống nào trong cái tình huống mà chúng tôi sẽ cho phép ban quản lý để giảm lương. Under, không có trường hợp nào các bạn. Under no circumstances. Rồi, câu này hơi khó nha các bạn, không tình huống nào. Thì cái từ mà phủ định á, các bạn nhớ đảo ngữ nha. Under no circumstances. Chúng tôi, ở đây đảo ngữ là will nè các bạn. Chúng tôi sẽ cho phép ban quản lý để mà giảm lương. Chấm nha. Câu số 93, ông Horton chỉ phẫu thuật. Các bạn có cái từ overlay có nghĩa là vận hành hoặc là phẫu thuật nha các bạn. Danh từ của từ overlay là operation. Rồi. Ông này chỉ vận hành. Rồi, chúng ta dịch vận hành hay hơn ha. Bởi vì ông ta biết cái tin đồn thì chúng ta có từ Maclean, có nghĩa là điều không tốt, điều xấu các bạn. Nếu có tin đồn thì vu khống. Thì nghĩa của câu này thì hơi làm chúng ta bâng khuâng chút xíu. Tuy nhiên ở dưới đây các bạn, người ta nói là ông này sẽ không nè. Thì nó gợi ý cho chúng ta á, chúng ta sẽ dùng câu if loại 3. Ông này sẽ không phẫu thuật. Rồi. Nếu các bạn ông ta không biết thì nè, chúng ta viết ngược lên trên. He had not known the rumor. Các bạn biết được khúc này nha. Mali nè là hiểm ác. Hoặc là cái khối u các bạn, cái chữ này cũng nghĩa khối u. Ông ta đã, ông này chỉ phẫu thuật bởi vì ông ta biết cái tin đồn là khối u. Rồi, tóm lại là câu này các bạn sẽ viết if loại 3 nha. Ông ta sẽ không nè, if loại 3. Câu số 94, ngay lập tức sau khi họ đến mọi thứ đi sai. Thì ở đây cái từ no sooner chúng ta đã biết rồi các bạn ha, ngay khi thì á, ngay khi họ đến cộng với phần thành đảo ngữ nè. Rồi, no sooner had they arrived. No sooner cộng then. Rồi, then quá khứ đơn. Things went wrong. Chấm nha. Anh ta thì quá mệt đến nỗi anh ta cảm thấy ngủ cuối bộ phim. Rồi. Anh ta thì quá mệt. Quá mệt các bạn. To tired. Rồi.
Anh ta thì quá mệt đến nỗi anh ta cảm thấy ngủ trước khi kết thúc bộ phim. Anh ta thì quá mệt để mà xem. To watch. Còn thể bộ phim. Rồi, chúng ta dùng on the film ha, to watch on the film. Chấm cho các bạn. Có nghĩa là không không xem được đó các bạn. Câu này thì nó chưa diễn tả được là buồn ngủ nè. Anh ta thì quá mệt. Để mà xem. Buồn ngủ trước khi bộ phim. Rồi, chúng ta chỉ viết như thế này được thôi các bạn. Chúng ta có to cộng adjective cộng to verb. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 96, nghe rằng một cái trận động đất đã xảy ra là một cái tin sốc của chúng tôi. Cái việc mà nghe cái trận động đất xảy ra các bạn là một cái tin sốc của chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi bị sốc đó các bạn. ED nha. Rồi, ED, các bạn biến hình tính từ. Các bạn, à, chúng tôi bị sốc. Rồi, để nghe rằng. Rồi, to hear that nè. Một cái trận động đất đã xảy ra. Chúng ta viết lại. Chấm nha. Thì trong câu này các bạn có từ gray nè các bạn. Từ gray nè. Thì nó là tính từ ha. Gray shock, shock là danh từ. Ở đây chúng ta biến shock thành tính từ nè. Thì chỗ này á các bạn dùng chữ gray. Link. Rồi, we were great link. Biến thành trạng từ để nó bổ nghĩa cho từ shock các bạn. Câu 97, à, những cái người trang trí đã hoàn thành cái tầng đầu tiên của chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi đã có các bạn. Rồi, câu này các bạn có hai cách viết ha. À, các bạn có hai cách viết, một á, là chúng tôi có cái tầng đầu tiên của chúng tôi. Rồi. Được hoàn thành bởi những cái người trang trí các bạn. Rồi, dạ. Hoặc các bạn có thể viết là we have the decorators finished. Không theo bị vô hết nha. V1, our first floor. Các bạn có thể dùng chủ động hoặc bị động câu này để được hết. Câu 98, họ nghĩ tên trộm vào qua cái cửa sổ buồn tắm nè. Thì đây chính là câu bị động và đặc biệt. Tên trộm được nghĩ các bạn. The thief is hot nè. Khó chỗ này đây. To have nè. Rồi got. Through. Rồi. Cái cửa sổ phòng tắm. Window. Tôi đã không có bất cứ các anh chị em nào để chơi với. Các bạn có từ sibling nè, là anh chị em á. Rồi, đây chính là câu ước các bạn. Ước trái với hiện tại nha. Bởi vì người ta dùng là haven't got các bạn. Nó sẽ lẫn lộn với tiếng Anh của người Anh. I haven't got. Rồi, ở đây là ước trái hiện tại các bạn dùng thì quá khứ ha. I wish I had nha các bạn. Had. Ở trên á, người ta dùng giữa any bởi vì câu phủ định. Ở đây các bạn dùng câu khẳng định nha. Rồi, các bạn dùng câu khẳng định siblings to play with. Các bạn dùng cái sum. À, nếu không có sự giúp đỡ các bạn, tôi sẽ có lẽ không có khả năng tìm thấy con đường của tôi. Đây chính là câu if các bạn. Tôi sẽ không. Thì đây chính là if loại 3 các bạn. Bởi vì phía sau á, người ta dùng là suốt hết của V3 các bạn. Rồi, nếu như bạn không giúp đỡ tôi, if you had not các bạn. Rồi các bạn dùng động từ have me. Phải các bạn. Tôi
sẽ không có khả năng tìm thấy con đường của tôi. Thì phía sau người ta dùng chữ suốt, các bạn dùng là chữ suốt luôn. Nếu bạn không giúp tôi thì tôi sẽ không có khả năng to find nữa bạn, my way. Chấm. Chúng ta đã hoàn thành xong 100 câu viết câu các bạn, được tổng hợp từ các đề thi. Trong quá trình làm có thể là có sự thiếu sót các bạn. Các bạn có câu hỏi nào các bạn cứ để lại comment, sẽ cố gắng giải thích lại cho các bạn nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Video về từ vựng nè, về đề kiểm tra học kỳ của chương trình tiếng Anh lớp 12 chúng ta. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.